Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Xin được kính chúc quý vị anh chị một buổi sáng đầu tuần tràn đầy năng lượng và sẽ chốt sớm ngay cho mình một em xe để phục vụ những ngày cuối năm rất là bận việc như này quý vị nhé. Và Tết thì chỉ còn cách chúng ta là 15 ngày nữa thôi. Và showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên, Hà Nội, nên quý vị anh chị có cân đối mua bán thì hãy liên hệ trực tiếp với em để có thể được hưởng chọn các dịch vụ mua bán từ bên em, từ sơn sửa chữa cho đến là nâng cấp đổi xe quý vị anh chị nhé. Hôm nay lên sóng cho bác một em Fadin với tầm tiền chỉ khoảng hơn 300 một xíu thôi, thì là mọi người sẽ có thể chốt được em nó rồi. Đi nắng mưa này, đón con đi học hay cá nhân đi làm thì cũng rất là hợp lý các bác nhé. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Oddo của em nó hiện nay đang là 41.000 km, sản xuất là 2020 quý vị anh chị nhé. Mọi người có thể nhìn cho em vào bộ lốp của xe, vẫn còn bộ lốp nguyên bản theo xe. Và những cái đường nét ở trên lốp thì vẫn còn rất là dày dặn, chưa phải lăn tăn về vấn đề là phải thay lốp các bác nhé. Đó, chúng ta sẽ di chuyển đến phần đuôi xe với thiết kế tối giản và là một trong những thiết kế nhỏ gọn. Thì chiếc Fadin nó điểm hay ở cái là cái phiên bản này thì chúng ta mở cốp nó rất nhẹ nhàng, không phải giật nắp và mở trực tiếp tại đây khi mà xe chưa khóa nhé. Đó, mọi người em sẽ quay về keo chỉ cho các bác ở xa xem keo chỉ các đường nét của chiếc xe. Tổng quan một chiếc xe Fadin thì thực sự là cái điểm ăn điểm nhất của em nó thì là cái khối động cơ bác nhé. Xe thì vẫn đầy đủ lốp dự phòng, đầy đủ lốp dự phòng luôn ạ. Em sẽ quay thêm lốp dự phòng cho mọi người, đầy đủ bộ đồ nghề theo xe luôn ạ. Đấy, bác nào mà có lăn tăn về chất lượng thì cũng không phải lăn tăn nhé, bộ đồ nghề theo xe đấy ạ. Và lốp dự phòng ở dưới. Chúng ta sẽ di chuyển vào đến phần khoang nội thất của chiếc xe nhé, với một tông màu quang nội thất là tông màu đen. Chiếc xe đã mang đến một cái cảm giác trông tối giản và sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đồng thời thì xe cũng đã được bọc trần rồi mọi người nhé. Mọi người nhìn cho em ở trong này bọc trần này. Đấy, khá là sạch đối với những chiếc xe bọc trần. Chúng ta sẽ di chuyển đến phần cánh cửa nhé. Cánh cửa và phần từng con ốc này. Đấy, để cho mọi người có thể nhìn thấy cận cảnh hơn. Di chuyển đến phần khoang lái của chiếc xe thì có một khoang lái tối giản nhất và cũng đã có được độ một bệ tí tay rồi, cũng khá là hay ở đây quý anh chị nhé. Bệ tí tay để được tương đối là đồ đấy ạ. Cần số này, tự động này, chưa có màn hình đâu các bác nhé. Cơ bản chiếc xe đủ để dùng, đã có cân bằng trơn trượt rồi. Giờ thì em sẽ mở ra khoang máy. Khối động cơ 1.4 thì đã tạo nên một cái điểm bứt phá cho chiếc xe Fadin. Mọi người nhìn tổng quan này giúp em này. Khoang động cơ tận 1.4 nhá, bao khỏe luôn ạ. Đấy. Từng dấu phẩy sơn hay là từng con ốc. Các bác muốn quay cận cảnh hơn thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé, để em sẽ quay được chi tiết nhất chỗ nào bác mong muốn. Và đó là chiếc Fadin phiên bản tiêu chuẩn, sản xuất là 2020. Oddo của em nó thì đang Oddo là 41.000 km, giá bán hiện nay em đang bán giá là hơn 300 thôi. Bác nào nhanh chóng chốt xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi những phút cuối video hôm nay. Xin chào và gặp lại mọi người.